chiều vào nơi Đức Kitô. Xin tình yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi. Xin tình yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên trọn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu, xin tin yêu vào nơi Ngài.
nhưng mà với cái kiến thức đã học với những kinh nghiệm phục vụ ở nước ngoài thì chúng tôi nghĩ là Hải cũng cần phải có những kinh nghiệm phục vụ ở quê hương. Chính vì thế mà sắp xếp cho ta tạm biệt ở Trăng Quan, bởi vì Trăng Quan là một giáo sứ mới, đồng thời cũng là một giáo sứ ở thành phố cần nó có nhiều kinh nghiệm nét đặc thù, nên có những hoàn cảnh đặc biệt. Nên chúng tôi cũng rất là vui mừng giáo sứ Trăng Quan kể từ khi thành lập đang có những bước tiến triển, bây giờ có giáo sứ mới để cho tiếp khởi của giáo sứ. Mặc dù là trước đây giáo sứ có thể là giáo sứ đồng giới, giáo sứ khác biệt, nhưng mà như các bạn cũng đã biết về hoàn cảnh của giáo sứ đồng giới bây giờ. Vì thế với cái kỳ vọng chúng tôi mong muốn khi mà bổ nhiệm cho Francisco Xavier Trần Đức Thảo rồi là giáo sứ Trăng Quan đồng giới, mong muốn cho đời sự đức tin ở nơi các cộng đoàn được bố trạng của thông tin. Thần Cố Bộ của nhà thờ đi tham dự thánh lễ, vì thế cho nên Trăng Quan là một nơi cũng như các ngõ mỏ là những nơi mà mình mở cửa cho phải có tiếp anh chị em. Thì là không nên có tiếp những người công giáo ở các nơi, nhưng mà chúng ta còn phải đối thoại với những người cư dân, những người xung quanh ở ngoài Trăng Quan. Và để những Trăng Quan thì bằng các trang bản địa thì nó cũng không ổn định. Bây giờ có cho sống mới rồi, tôi tin rằng là đời sống thông tin, cơ sở vật chất và tinh thần truyền giáo sẽ đã được nâng cao và được phát triển. Có ra, cho nên là một cái sự tập trung nào, tôi nghĩ đó là có sự quan hệ của Chúa. Thì cha sẽ hảo sắp đến, hôm nay cha được cho là mấy buổi mười mấy năm rồi, nhưng mà hôm nay mới chính thức đi sứ. Chắc đối với cha thì không có nhớ gì nữa, vì cha cũng đã làm việc văn phòng ở đây đều trong các bản điện giáo sứ Trăng Quan mấy năm rồi, cha lại có thêm kiến thức học hỏi được ở đây xứ người. Tôi cầu chúc cho cha được thành công trong mọi việc, nhất là xây dựng giáo sứ điện sở mà mình đã được trao phó thành một nơi mà tình yêu Chúa yêu người được củng cố và phát triển. Tôi xin chúc mừng cha và chúc mừng giáo sư. Trọng mừng đức cha từ bậc thượng trưởng và giáo sư Trăng Quan. Bởi những lời đức cha vừa muốn dụ cho chúng con thấy một cái viễn cảnh của những công việc phía trước sẽ phải tiến tới. Như đức cha vừa cho chúng con biết, giáo sư Trăng Quan là một giáo sư có tính đặc thù, đa dạng, phong phú của những anh chị em di dân, nhưng mà cũng có những phức tạp của khu vực vùng bản thị. Và vì thế con cảm ơn đức cha đã tin tưởng trao cho con nhiệm vụ về khu vực đó với những kỳ vọng làm cho giáo sứ được phát triển, trong sự phát triển của giáo phận. Con xin cảm ơn đức cha đã thương cho con được làm việc cũng như ý con mong muốn và cảm ơn đức cha. Tôi cũng xin cảm ơn ban chánh trường, ban thỉnh giáo và mọi người đã được con nhắc lại chút nữa những cái vất vả của mọi người cũng như tâm tình quý mến của mọi người đối với giáo phận, đặc biệt thể hiện qua việc đón tiếp và chấp nhận tôi như là một linh mục chính sứ và đức cha gửi tới. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi và cộng tác để những gì, những mong muốn hay là những kỳ vọng mà giáo phận trao gửi cho giáo sứ chúng ta sẽ được thực hiện dần dần từng bước trong ơn Chúa và trong sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn đức cha. Đến
Đôi mai, vòng tay Giê-xu,
la 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 la. Đường về nhà cha ta bước bên nhau, cùng niềm hân say thao thức tông đồ, lòng tràn tình yêu hòa vang câu hát, nơi mái vòng tay loan tin mừng muôn nơi. Nguyện trở nên nén nén muối cho đời, đưa con trong tim rơi ấm bao người, hành trình yêu thương niềm tin thắp sáng, đôi mái vòng tay hiệp nhất muôn người. Đôi mái vòng tay Giê-xu, đôi mái vòng tay giáo hội, đôi mái vòng tay chúng mình, đôi mái vòng tay yêu thương. Đôi mái vòng tay Giê-xu, đôi mái vòng tay yêu thương, đôi mái vòng tay Giê-xu. Thank you.
tin yêu vào nơi Đức Kitô. Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi. Không ai tách lìa chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hải Phòng.
chúng ta dùng một tràng pháo tay để chúc mừng lá hoa của cùng với các vị đại diện cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hải Phòng. Xin mời lá hoa của Đảng ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Chúng ta dùng một tràng pháo tay để cảm ơn các quý vị đã về chung vui cũng như những lá hoa chúc mừng hôm nay. Và đây là lá hoa của phòng an ninh xã hội ban công an thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn các quý vị và chúng ta được tràng pháo tay để cảm ơn. Và tiếp theo là lá hoa của ban hành giáo sứ An Hải và họ giáo Quỳnh Hải. Tiếp theo là lá hoa của ban chính trương cái ban hành giáo sứ nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Vâng, với niềm vui mừng và với tình gắn kết của giáo sư An Hải thể hiện và hoa rất tươi thắm, xin cảm ơn quý vị. Vâng, đây là lá hoa của nhà thờ chính tòa cũng như quý ban chánh chương, quý ban hành giáo được chúc mừng cha nhân sứ hôm nay. Tôi xin kính chào quý vị đại diện cho chính quyền xã An Đông và thành phố cũng như là các quý ban của đoàn và đặc biệt là các ban chánh chương, các ban hành giáo và quý vị các quý khách đã hiện diện hôm nay với tôi ở đây để cùng chung chia niềm vui với giáo sứ và dân lời cầu nguyện cho tôi cách đặc biệt trong ngày giáo sứ này. Tôi sẽ ngỏ lời với mọi người sau cánh lễ, nhưng mà tôi không thể nào mà bắt đầu cánh lễ và không bày tỏ và cảm ơn của tôi với tất cả quý vị tấm lòng yêu ái dành cho tôi thể hiện qua những qua cũng như là sự hiện diện của quý vị đã là một món quà đối với tôi ngày hôm nay rồi. Tôi xin chân thành cảm ơn xin quý vị. Tôi xin phép được vào để chuẩn bị cánh lễ, tôi sẽ có lời cho. Vâng, thưa con xin cảm ơn cha và chúng con sẽ được đón cả cha trong đầu cánh lễ hôm nay. Thank you.
Nơi đây chúng con xin được đồng kính mời Đức Cha, Quý Cha cùng đoàn thể, cùng đoàn an toàn. Trọng kính Đức Cha Giuse, kính thưa Cha tổng đại diện giáo phận, Quý Cha hạt trưởng, Quý Cha đồng tế, kính thưa quý thầy chủng viện, quý vị trên nhà giò, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ban hội đồng phục vụ xa gần, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý ân thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện kính mến. Hôm nay với 1450 con tim già trẻ lớn bé của giáo xứ Trang Quan đồng giới, chúng con vui mừng cùng kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn từ tận đáy lòng của mỗi con tim chúng con. Với thời gian dài chúng con đã luôn cầu nguyện và xin ơn, nay Chúa đã thương ban cho giáo xứ chúng con được đón vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con cũng xin tri ân Đức Cha Giuse kính yêu. Đức Cha đã thương và gửi đến cho giáo xứ chúng con một linh mục mà chúng con cảm nhận được rằng đây là một làn gió mới của thần khí đấng phục sinh được gửi đến cho giáo xứ chúng con. Niềm vui mừng của Cha Thánh Sứ Tiên Khởi và cộng đoàn chúng con ngày hôm nay được nhân lên gấp bội vì đã được Đức Cha đồng hành cùng với Cha Thánh Sứ Tiên Khởi chúng con từ tòa giám mục về nơi giáo xứ chúng con và ngài chủ tế thánh lễ hôm nay. Cộng đoàn chúng con xin hoan kính chào Đức Cha và mừng chào bắt tay thân lớn và thời gian. Niềm vui của Cha Thánh Sứ Tiên Khởi và cộng đoàn giáo xứ chúng con hôm nay được nhân lên đó là truyền diện của Cha tổng đại diện giáo phận, Quý Cha hạt trưởng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận đã về chung chia niềm vui và đồng tế thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Cha Xứ Tiên Khởi và giáo xứ chúng con. Trong dịp đáng ghi nhớ này, chúng con xin kính chào quý cha bằng một tràng pháo tay thật giòn giã. Niềm vui nối tiếp niềm vui, hôm nay giáo xứ chúng con còn được đón chào quý thầy chủng viện, quý vị trên nhà dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ban hội đồng vụ xa gần, quý hội đoàn, quý khách đã về chung lời tạ ơn, cùng thể hiện trong tình yêu thương của một gia đình giáo phận với Cha Xứ Tiên Khởi và cộng đoàn chúng con. Cộng đoàn chúng con cũng xin kính chào quý vị bằng một tràng pháo tay. Niềm vui của ngày đón Cha Xứ Tiên Khởi của giáo xứ chúng tôi cũng được đón sự hiện diện của các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng, quý vị đại diện cho chính quyền huyện An Dương, quý vị đại diện cho chính quyền cùng các ban đoàn thể xã An Đồng, quý vị lãnh đạo làng văn hóa thôn Trang Quang, đặc biệt là quý thầy chủ trì chùa Phúc Quang cùng với đông đảo bà con Phật tử tôn giáo bạn đã về đây chung chia niềm vui và thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương giàu tình nhân ái, tình người trên con đường phục vụ. Cộng đoàn chúng tôi cũng xin kính chào và cảm ơn quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa Đức Cha và Quý Cha, giờ đây con xin phép được có đôi lời tâm tình cùng với Cha Xứ Francisco Xavier của chúng con. Kính thưa Cha, nhớ về giáo xứ đồng giới là một giáo xứ có bề dày lịch sử đức tin, nằm cạnh ven đô thành phố Hoa Phượng Đỏ. Ánh sáng tin mừng đã được các đấng bậc đặt và gieo trồng, đã có những thời kỳ đường danh sốt sáng và mạnh mẽ, nhưng thời gian và bao thăng trầm của lịch sử đất nước, nhất là thời kỳ di cư, giáo xứ chúng con đã bị đi vào một thời kỳ tàn lụi, khó khăn về vật chất cũng như con người. Qua bao thời kỳ của các đức cha, quý cha cũng đã vun trồng và gìn giữ mầm sống đức tin cho mảnh đất khó nghèo này. Và cho đến thời kỳ giáo phận bừng sáng, giáo phận đã có được đức cha Giuse trẻ khỏe, tài đức,
Ngài đã xây dựng và vun trồng cho giáo phận một vườn hồng linh mục là những thờ gạo lành nghề, trong đó có cha Francisco Xavier. Kính thưa cha, chúng con còn nhớ rõ ngày 7 tháng 10 năm 2001, cha đã được Đức Giám Mục nâng lên hàm linh mục đoàn của giáo phận, và cũng là những năm tháng đầu đời linh mục của cha. Cha đã được Đức Giám Mục cử về quản nhiệm giáo xứ chúng con. Với một giáo xứ nghèo người, nghèo tinh thần, nghèo vật chất, nhưng cha đã hy sinh và tận tình xây dựng, cùng chia sẻ cho chúng con hiểu được căn tính và sứ mạng người Kitô hữu, thành lập ban chánh trương cũng như củng cố các ban hành giáo, các hội đoàn. Mọi công việc như đang đi vào trang sử mới, thì cha đã vâng lời Đức Cha, cha hy sinh dẫn bước đi du học. Giáo xứ chúng con lại bao điều lo lắng, nhưng với lòng yêu thương của Đức Cha, nơi toàn chiên bơ vơ không người chăn dắt, Ngài đã cử cha Phaolô Vũ Đình viết về quản nhiệm và tiếp tục con đường vun trồng, xây dựng và củng cố đức tin. Giáo xứ chúng con lại được lớn lên cả về tinh thần và con người. Cho tới ngày 7 tháng 10 năm 2006, cha Phaolô Vũ Đình viết đã xin Đức Cha nâng giáo họ Tam Quan lên thành giáo xứ. Niềm vui của chúng con được nhân lên và tinh thần đức tin ngày càng phát triển. Với sự hướng dẫn của các cha cựu quản nhiệm đã dày công vun đắp cho tới ngày hôm nay, toàn giáo xứ chúng con đã có được 1450 nhân danh ở nhà xứ cũng như 5 giáo họ của huyện An Dương, và khoảng 200-300 anh chị em công nhân di dân đang sống và làm việc tại huyện An Dương, khu vực Quán Toan. Giáo xứ đã có ban hội đồng của cô gồm 50 thành viên, trưởng cả trưởng phó các hội đoàn. Các hội đoàn đạo đức đã có hội đàn hạt Mân Côi, hội con Đức Mẹ, hội Lê Di Ô, hội Thánh Doan, hội Thánh Chu Xe, gia đình Phật Tạ Thánh Tâm, hội Nam Nhạc và ca đoàn cũng như các cháu thiếu nhi thánh thể. Kính thưa cha xứ rất quý mến của chúng con, kể từ nay 1450 nhân danh là Kitô hữu của giáo xứ trong ban đồng giới, chúng con đã có cha xứ, và từ ngày hôm nay cha đã là cha xứ thân thương của chúng con. Chúng con chắc chắn rằng với sự hướng dẫn của cha xứ, giáo xứ chúng con sẽ thực sự trở thành một gia đình của Thiên Chúa, một gia đình tràn đầy niềm tin, vững vàng niềm hy vọng và nồng nàn tình thương mến. Chúng con cũng chắc chắn rằng nhờ kinh nghiệm và sáng kiến phục vụ của cha, Chúa sẽ làm tốt tươi và đổ sinh hoa trái vườn cây hiệp hâm nơi giáo xứ trang quan đồng giới này. Vườn cây mà Chúa đã ươm trồng cách đây 10 năm, cha cũng đã vun đắp và xây dựng cùng với bao công phó của các cha cựu quản nhiệm, đặc biệt là cha quản nhiệm Dư Xe Nguyễn Đình Dương. Cha đã lo liệu cho giáo xứ chúng con về đời sống đức tin, củng cố và hoàn thiện các công trình nhà thờ, nhà xứ, nhất là dịp đón cha xứ tiên khởi hôm nay. Nhìn lại những biến cố ấy như một dấu chỉ của Chúa ban phòng ban cho giáo xứ chúng con, để rồi ngày hôm nay chúng con chính thức có cha là cha xứ tiên khởi trong lịch sử của giáo xứ trang quan chúng con. Chúng con vui mừng và xin hứa rằng sẽ vâng phục và cộng tác với cha trong tinh thần đoàn kết yêu thương, để cha và chúng con cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ trang quan đồng giới thân thương này thực sự trở thành gia đình của Thiên Chúa và đem lại thật nhiều lợi ích cho giáo xứ và các linh hồn. Với tất cả những ước nguyện trên, chúng con kính xin Đức Cha, quý cha cùng toàn thể quý vị hưởng dân trong thánh lễ này cầu nguyện cho cha tân chánh xứ và giáo xứ chúng con. Giờ đây chúng con kính xin Đức Cha, quý cha bước vào thánh lễ, xin mời cộng đoàn đứng cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ.
mục viên mãn và là mục tử chung của giáo phận. Linh mục là người tham gia vào chức linh mục và nhiệm vụ chăn dẫn đoàn trên Chúa đã trao phó. Đó là ý nghĩa sự hiện diện của Đức Giám mục trong ngày lễ hôm nay. Ngài về đây để công khai ủy thác việc quay sóc giáo xứ chúng ta cho một vị linh mục được Ngài đặt làm tân chính xứ. Sự hiện diện đông đảo của linh mục và giáo dân, đặc biệt là giáo dân giáo xứ chúng ta cho thấy biến cố nhận xứ là biến cố quan trọng có đông đảo các thành phần dân Chúa chứng giám. Không những chỉ là một biến cố, nhận xứ còn là một nghi lễ theo quy định của giáo luật. Qua đó, chúng ta cầu xin Đức Thánh Thần cho cha tân chính xứ, nhất là cho mọi người chúng ta hiểu biết và ý thức hơn về nghĩa vụ hợp tác với cha tân chính xứ trong công cuộc xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng với Đức Giám mục bước vào thánh lễ. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha bắt đầu nghi thức khai mạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, các cha quản nạn, kính thưa các cha, các tu sĩ nam nữ, kính thưa quý vị đại diện chính quyền và quý vị đại diện các tôn giáo bạn, kính thưa các ban chánh chương, các ban thầy giáo, quý ông bà và anh chị em, kết với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isabel. Hôm nay giáo xứ Trang Quan đồng với chúng ta đón nhận một cuộc thăm viếng rất đặc biệt, có sự hiện diện của quý cha đông đảo cũng như các tu sĩ và quý ông bà và anh chị em đến từ nhiều giáo xứ. Cuộc viếng thăm này là một cuộc thăm viếng đặc biệt bởi vì cũng chính ngày hôm nay chúng ta được đón nhận một cha xứ mới. Từ hôm nay là cha xứ của Trang Quan đổi mới. Chúng ta có một tràng pháo tay rộn rã để chúc mừng giáo xứ. Linh mục chỉ có quyền làm việc cho giáo phận sau khi được bổ nhiệm thư của giám mục. Bổ nhiệm thư đó hôm nay được công bố cho cộng đoàn dân Chúa để xác nhận rằng cha tân chính xứ là người chính thức thay mặt cho giám mục giáo phận trong giáo xứ này. Kính mời cha thư ký tòa giám mục lên công bố văn thư bổ nhiệm. Xin mời cộng đoàn chúng ta. Tòa giám mục Hải Phòng 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng, kính gửi cha Francisco Xavier Trần Đức Thảo. Vì lợi ích của giáo phận cũng như để đáp ứng những nhu cầu mục vụ và thiêng liêng của bà con giáo dân, chiều theo giáo luật khoản 147 và 156, sau khi đã bàn hỏi với các cha trong ban tư vấn, nay tòa giám mục quyết định bổ nhiệm cha làm chính xứ Trang Quan đồng giới. Xin cha vui lòng nhận lấy giáo xứ Trang Quan đồng giới như sản nghiệp giáo phận trao phó cho cha bảo quản và sinh lợi. Mong cha cố gắng chuyên toàn bổn phận để lời Chúa được rao giảng cách trung thành, các ký ức được cử hành cách sâu sắc, để Thiên Chúa được tôn vinh và mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn. Cha thi hành sứ vụ mà giáo hội trao ban cho các cha xứ theo giáo luật khoảng 350 về việc cử hành các ký tích và sống tinh thần phục vụ giáo dân khoảng 528 triển 1 đến khoảng 529 triển 2. Cha hãy thu xếp tuyên xưng đức tin theo giáo luật khoảng 833 triển 6 và tuyên thệ trung thành tại nhà thờ Trang Quan. Cảm ơn cha đã hy sinh vất vả tu học ở nước ngoài trong một thời gian dài và nay cha lại vui lòng hy sinh đến phục vụ giáo xứ Trang Quan đồng giới. Tôi tin tưởng và hy vọng với lòng nhiệt thành tận tụy, với kiến thức và kinh nghiệm cha đã thu lượm được, cha sẽ giúp giáo xứ Trang Quan đồng giới ngày một thăng tiến hơn. Xin cha cũng lưu tâm đến trách nhiệm truyền giáo cho những người anh chị em chưa biết đến Chúa trên địa bàn cha phụ trách. Xin Đức Mẹ vân côi quan thầy giáo phận và Thánh Phan Xích Cô Sa Mi Ê quan thầy của cha, cầu cho cha được mọi
mọi sự tốt lành trong sứ vụ mới. Hải Phòng ngày 25 tháng 5 năm 2013, Giuse Vũ Văn Viên, Giám mục Hải Phòng. Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông với Đức Giám mục trong kinh vinh danh và lời nguyện nhập lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên cánh tầng trời. Và bình an người thế cho người hiền lòng. Chúng con là người Chúa, chúng con. Oh,
Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy hướng ghép điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, quay người trả ơn mình, nhiệt thành không chế lại, lại lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn gặp gian truân và chưa cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt tớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa, vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Điện kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đã cứu độ tôi. Phần nữ tình hèn mọn, người đoán phương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thậm chí thánh chi tôi. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan thường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi diễn tả cuộc phong kiến của Đức Trinh Nữ Maria đã viết: Ngày ấy, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi. Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi. Một cử chỉ mau mắn, vội vàng, nhanh nhẹn, chấp nhận đường xa dặm thẳm để đi đến điểm sân cước.
cuộc lên đường của Đức Maria được thực hiện liền ngay sau khi Đức Mẹ nhận sứ điệp từ trời do sứ thần Gabriel truyền lại. Đó là Đức Mẹ mang thai và cưu mang đấng cứu thế, là đấng cứu chuộc loài người, là con Thiên Chúa nhập thể. Trong cuộc gặp gỡ này, sứ thần cũng nói: tại Isabel là chị họ của trinh nữ, là người đã già, đã cao niên, là người vẫn có tiếng là son sẻ, mà nay đã có thai được 6 tháng. Đức Maria lên đường đi thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth, không phải để kiểm chứng điều sứ thần đã nói, nhưng mà Đức Mẹ lên đường trước hết là để loan báo tin mừng những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho mẹ. Thứ hai, mẹ lên đường để thăm người chị họ, bởi lẽ mẹ biết là người chị họ đã mang thai thì cần có sự nâng đỡ. Như thế, cuộc lên đường ấy là nghĩa cử của lòng bác ái. Nhưng mà một điều quan trọng hơn cả, Đức Mẹ lên đường, Đức Mẹ mang Chúa Giêsu trong lòng, và Đức Mẹ muốn mang Chúa Giêsu đến cho gia đình của bà Elizabeth. Đức Mẹ lên đường cùng với Chúa Giêsu và xác tín Chúa Giêsu đã hình thành trong lòng mẹ, xác tín có Chúa đi với mẹ, xác tín Chúa đến nơi nào thì sẽ đổ muôn phúc lành cho nơi ấy. Cho nên cuộc thăm viếng của Đức Mẹ vừa được hiểu như một cuộc truyền giáo, vừa được thực hiện được hiểu như công việc bác ái, một nghĩa cử chia sẻ phục vụ. Đức Mẹ lên đường mang Chúa Giêsu đến cho gia đình nhận bà Elizabeth, và kết quả là khi vừa gặp Đức Mẹ, khi vừa nghe lời chào của Đức Mẹ thì hài nhi trong lòng bà Elizabeth là Thánh Gioan Tẩy Giả sau này đã nhảy mừng, bởi vì đó là cuộc gặp gỡ của ân sủng, cuộc gặp gỡ của đấng cứu thế, cuộc gặp gỡ của hai con người được trao hai sứ mạng đặc biệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tại giáo xứ Trang Quang, đồng giới, chúng ta hân hoan vui mừng bởi vì ngày hôm nay giáo xứ đón nhận cha xứ mới. Cũng như Đức Mẹ lên đường thăm viếng gia đình bà Elizabeth để mang Chúa Giêsu đến cho gia đình này, nhiệm vụ của một cha xứ, một linh mục được bổ nhiệm làm cha xứ, mục đích quan trọng, mục đích ưu tiên, mục đích chính yếu đó là đem Chúa Giêsu cho giáo xứ, cho nhiệm sở mà mình được trao phó. Linh mục không được bổ nhiệm như một kiến trúc sư để xây dựng, không được bổ nhiệm như một cán bộ nhà nước, không được bổ nhiệm như một người giỏi giang về văn hóa, không được bổ nhiệm như một người chuyên gia về kinh doanh, nhưng mà linh mục được bổ nhiệm làm cha xứ, lãnh đạo một cộng đoàn để mang Chúa Giêsu cho họ. Đây là sứ mạng vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoạn xã hội hôm nay, khi mà con người ta có nguy cơ bỏ những giá trị thiêng liêng, dừng dưng với Thiên Chúa, dừng dưng với tôn giáo để chạy theo những giá trị trần gian. Vì thế một linh mục được bổ nhiệm làm chính sứ để mang Chúa Giêsu đến cho cộng đoàn mà mình coi sóc, đem Chúa Giêsu đến để Ngài trở nên nguồn hy vọng, nguồn bình an, làm lý tưởng sống, làm đích điểm của cuộc đời. Bởi vì chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa cao sang đã hóa thân làm người để chia sẻ thân phận với con người. Nhờ bàn tay của linh mục, nhờ lời nói của linh mục, nhờ những cố gắng của linh mục và nhờ sự hiện diện của linh mục mà Ngài tiếp tục đến với con người. Ngài đến với mọi người, những người giàu có cũng như những người nghèo nàn, những người uyên bác cũng như những người bình dân, những người già cũng như người trẻ, và những người nam cũng như người nữ. Như thế, kính thưa cộng đoàn, linh mục là người mang Chúa Giêsu cho anh chị em mình, cũng như Đức Mẹ đã lên đường thăm viếng để mang Chúa Giêsu cho gia đình và Elizabeth. Tuy thế, linh mục mang Chúa Giêsu không phải giống như chúng ta xách một cái túi, một cái làng,
không phải chúng ta sách của cái tiền bạc mà linh mục mang Chúa Giêsu, đồng thời cái mối gắn kết của linh mục với Chúa Giêsu tha thắm thiết đến nỗi mà chính linh mục trở thành hiện thân của Chúa Giêsu ở trần gian. Vì thế mà một linh mục thánh thiện là một linh mục mà khi người ta nhìn thấy linh mục thì người ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Người ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi ánh mắt, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi nụ cười, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những lời an ủi, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi phong cách ăn mặc, đi đứng nói năng. Bởi vì một linh mục thánh thiện, một linh mục theo đúng nghĩa mà giáo hội mong muốn, đó là linh mục ấy phải ánh hình dạng Chúa Giêsu, chứ không phải là làm cho người ta kinh sợ và làm cho người ta hiểu méo mó về giáo hội, hiểu méo mó về thiên chức linh mục, hiểu méo mó về sứ mạng của linh mục. Vì thế mà anh em chúng tôi là linh mục, là giám mục, cần đến lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em, và cần đến sự cộng tác, sự cảm thông, sự nâng đỡ, để rồi cuộc đời của linh mục thực sự gắn kết với Chúa Giêsu, một sự gắn kết đến nỗi không phân biệt đâu là Chúa Giêsu, đâu là con người linh mục. Bởi vì như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, linh mục phản ánh hình ảnh Đức Giêsu mục tử, linh mục làm cho người ta chiêm ngưỡng Chúa và lắng nghe lời Chúa. Cho nên khi linh mục cử hành bí tích, khi linh mục rao giảng lời Chúa, khi linh mục dâng thánh lễ và khi linh mục viếng thăm mục vụ, thì không phải chỉ là con người linh mục mà thôi, nhưng mà còn chính Chúa Giêsu xuyên qua con người của linh mục. Để rồi một linh mục khi đọc lời Chúa ở nhà thờ thì nói rằng đó là lời Chúa. Khi giơ tay lên để ban phép giải tội thì linh mục nói rằng: Cha tha tội cho con. Khi mà cử hành các phép bí tích thì chính Chúa Giêsu, như thể chính Chúa Giêsu hiện diện để nâng đỡ, để xoa dịu nỗi đau, để ban lời yên ủi và nuôi dưỡng họ bằng lời cảm xúc. Ta thì vừa quen và vừa lạ, bởi vì trước đây khi làm thư ký vào giám mục thì người đã quản nhiệm giáo xứ của chúng ta, và sau mấy năm đi du học thì bây giờ ngài được bổ nhiệm chính thức là cha xứ của trang quan đồng giới. Chúng ta biết ngài vừa mới tốt nghiệp học viện công giáo Paris với bằng cấp cao và với điểm rất là khả quan. Người sẽ cộng tác với công việc giảng dạy ở chủ viện, và đồng thời với việc giảng dạy chủ viện thì người sẽ thực hành sứ vụ mục vụ ở nơi giáo xứ của chúng ta. Vì thế mà tôi hy vọng cha xứ mới sẽ, như là vị đại diện vừa rồi của giáo xứ vừa nói, là thổi một làn sinh khí mới vào giáo xứ. Cha xứ mới sẽ nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin, cha xứ mới sẽ quy tụ chúng ta trong tình hiệp nhất, và như tâm tình của Đức Mẹ trong bài thi thao miếng, cha xứ mới sẽ đem cho chúng ta Chúa Giêsu. Xã hội hôm nay đang mong mỏi, đang khao khát chân lý sự thật, mà Đức Giêsu thì chính là đường, là sự thật và là sự sống. Một xã hội Việt Nam hôm nay đang khao khát chân lý, mà các linh mục được sai đến với giáo xứ chúng ta để đem cho chúng ta Chúa Giêsu, tức là đem cho chúng ta chân lý, đem chúng ta con đường, đem cho chúng ta sự thật và đem cho chúng ta sự sống. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ cha xứ và xin Chúa quy tụ giáo xứ của chúng ta trong tình hiệp nhất. Giáo xứ Trang Quan cách đây 7 năm đang là một giáo họ được thiết lập thành một giáo xứ, và trải qua các cha quản nhiệm khác nhau thì các ngài đều cố gắng nỗ lực để xây dựng các cơ sở vật chất cũng như là củng cố về đời sống đức tin. Từ ngày giáo họ được thiết lập thành giáo xứ, chúng ta đã thấy có rất nhiều cái biến đổi tích cực, như các cơ sở vật chất, các thánh lễ hàng tuần, và cụ thể là giáo xứ Trang Quan chúng ta mới xây được nhà xứ mới, các nhà thờ trong khu vực phần lớn đã được sửa sang, còn lại một nhà thờ Trạm Đạt cũng đang tiến hành thủ tục để với nhà nước và cũng sẽ sắp được xây dựng mai mai. Vì thế mà cha Phanxicô Xavier đến đây để kế tục một chuỗi
những việc làm, công việc, hoạt động phục vụ của các cha tiền nhiệm, không phải để làm ngược lại, nhưng mà để tiếp nối những việc ấy và làm cho công việc ấy tiếp tục sinh hoa bên trái. Xin yêu bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục của giáo phận, để chúng tôi xứng đáng là những người mang Chúa Giêsu đến cho anh chị em. Và lời cầu nguyện hôm nay của giáo hội chúng thánh lễ cũng nói rõ, nhìn lên đức mẹ đi thăm viếng bà Isabel thì chúng ta cầu xin Chúa được ơn Chúa Thánh Thần để soi sáng cho chúng ta biết làm như đức mẹ, để chúng ta đi đến đâu thì chúng ta cũng mang Chúa Giêsu đến đó. Người công giáo đi đến đâu thì cũng mang Chúa Giêsu đến đó, qua lời nói, qua việc làm, qua sự lối sống và qua cái suy nghĩ của mình. Và như vậy chúng ta cộng tác với giáo hội một cách tích cực và nhiệt thành, một cách hiệu quả trong sứ mạng truyền giáo, là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho tất cả chúng ta. Và giáo hội nhắc lại cho chúng ta luôn luôn cái sứ mạng ấy, và cũng chính vì sứ mạng truyền giáo mà chúng ta hôm nay đón nhận chân sứ mới, để rồi mỗi người chúng ta để trở nên những nhân chứng của Đức Giêsu. Amen. Giáo hội chỉ có một kho tàng đức tin duy nhất phát nguồn từ Đức Kitô mà trong sứ vụ đáp giả linh mục phải tuyệt đối trung thành. Để thể hiện lòng trung thành đó, cha tân chính sứ sẽ công khai tuyên xưng đức tin trước mặt đức giám mục và cộng đoàn. Chúng con xin kính mời cha tân chính sứ. Tôi là linh mục Francisco Xavier Trần Đức Thảo, với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kính sau đây. Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra và không tạo thành. Với Đức Chúa Cha, người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã là người, người trình đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời được vinh hữu Đức Chúa Cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cổ. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phục thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri và phán dạy. Tôi tin một thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi chờ đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi tin cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức thánh kinh hay thánh truyền, và mọi điều giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải. Khi giáo hội dạy như thế bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát, tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do giáo hội xác quyết liên quan đến giáo lý về đức tin và lương lý. Hơn nữa, bằng sự khâm phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo Mục Đoàn trình bày khi các đại thi hành quyền giáo huấn chính thức, dù không có ý định xác quyết. Là người bảo vệ đức tin, linh mục Tờ Tát còn phải là người luôn luôn hiệp thông với giáo hội bằng các cộng tác chặt chẽ với giám mục. Đó là ý nghĩa lời tuyên thệ trung thành mà cha tân chính sứ sắp công khai cam kết với đức giám mục giáo phận.
Chúng con kính mời cha Tân Chính Sư. Tôi là linh mục Francisco Xavier Trần Đức Thảo. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chính sứ trang quan đồng giới, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội Công giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành du toàn trách vụ đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó theo giáo luật quy định. Khi du toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại. Tôi sẽ tuân hành cổ võ kỷ luật chung của giáo hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả lệ luật của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong cổ giáo luật. Trong tinh thần tuân phục đi tô hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ trang cả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ đức giáo hội giáo phận để công việc công đồ được thực hiện nhân danh và do ủy nhiệm của giáo hội trong sự hợp tâm với giáo hội. Quyền xin chú. Đó không phải là một lời hứa xuống có tính cách chiếu lệnh, nhưng đó là một lời thề đích thành. Cha Tân Chính Sứ đích thân yêu cầu sự chứng giám của chính Thiên Chúa. Chúng con kính mời Cha Tân Chính Sứ. Nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đã đặt tay trên đây giúp sức cho tôi. Ngài chịu chức linh mục, Cha Tân Chính Sứ đã hứa hết lòng phụng sự Chúa và tận tâm phục vụ các linh hồn. Để giúp Cha Tân Chính Sứ ý thức trách nhiệm thiêng liêng cao cả đó, nhất là giáo dân của Ngài an tâm hơn, giờ đây một lần nữa Đức Giám mục yêu cầu Cha Tân Chính Sứ lập lại lời hứa linh mục. Chúng con kính mời Đức Cha. Cha Francisco Xavier rất thân mến, trước mặt giáo dân được trao phó cho cha chăm sóc, cha hãy lập lại quyết định mà cha đã tuyên bố ngày cha chịu chức linh mục. Cha mong muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ của cha là cộng tác viên của hàng giám mục trong việc chăm sóc đoàn Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cha mong muốn chu toàn một cách xứng đáng và công hoan thừa các vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin Công giáo. Cha mong muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Chúa Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh. Cha mong muốn ngày càng liên kết và thiết hơn với Đức Kitô thuần tế, đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh thuyền vì chúng ta, và cha mong muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người. Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Cha có hứa tôn kính và vâng phục đấng bản quyền của cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi cha. Phần diễn biến nghi thức nhậm chức kết thúc bằng lời nguyện tín hữu. Chúng ta hãy hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của chúng ta trong ngày nhập sự này.
chúng con kính mời Đức Cha. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương dân người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối của Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn này, xin chúng ta dâng lên người các ý nguyện tha thiết của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giọng hội thánh, hiền thê của Đức Kitô luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để hội thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiền nhân. Francisco và Đức Cha Jose mong muốn giáo phận chúng ta xin người thương che chở và ban cho các ngài muôn hồng ân để các ngài hướng dẫn đoàn chiên được Chúa cho. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng cha xứ tin khởi. Xin Chúa liên kết cộng đoàn chúng ta trong tình yêu và sự hiệp nhất của những con cái Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha Francisco, cha xứ mới của giáo xứ chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho ngài một phúc lộc để ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa giao phó. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin nói thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ban tràn đầy các ân huệ mà chúng con tin tưởng ngài. Xin chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa là Nghĩa và Thánh Cha, kẻ tha cùng con
Thiên Chúa uy linh cao cả, xin xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cử chỉ bác ái của Thánh Mẫu Maria khi người mau mắn đi thăm bà Elizabeth. Nay xin Chúa cũng thương chấp nhận của lễ chúng con dâng và cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Trong ngày lễ thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con cùng dâng lời ca ngợi chúc tụng và tạ ơn Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã phụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần sốt đến đồng hân hoan chúc cùng Chúa. Xin cho chúng con đồng hành với các ngài hành thần tuyên xưng rằng: anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại.
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào cửa ánh sáng hôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được tầm hưởng sự sống đời đời của Thánh Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được cao ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lệ Đức người dạy, chúng ta dâng nguyện dâng
phụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa làm nên. Và như xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng vì nhận biết Đức Kitô còn trong lòng mẹ. Nay xin cho giáo hội qua bí tích thánh thể này cũng hân hoan đón giữ Đức Kitô hàng sống, đấng hiển thị muôn đời. Chúng con kính mời những cha, quý cha và đồng bào tăng quảng. Có một vị chủ chăn nuôi, con chim tả đây không quên công ơn chăn thử quả nhiều và sẵn sàng công phục, cộng tác với cha tân chính xứ. Đó là những tâm tình mọi thành viên trong giáo quan muốn bày tỏ trong giờ phút này. Chúng con xin kính mời một vị đại diện của giáo xứ. Trọng kính đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, kính thưa quý cô, kính thưa quý đại diện chính quyền các cấp, kính thưa quý khách, quý hội đồng giáo xứ gần xa, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Trọng kính đức cha, chúng con rất xúc động và chân thành cảm ơn đức cha đã thương ban cho giáo xứ chúng con một linh mục chính xứ mà hơn nửa thế kỷ qua chúng con hằng mong đợi. Đức cha đã đem niềm vui, niềm phấn khởi của cho giáo xứ chúng con rất nhiều. Những lời cảm ơn tâm tình của chúng con với đức cha không thể viết hết cho được. Chúng con xin tri ân và cảm tạ. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý cha, quý nam nữ tu sĩ đã về đây trong tình biên giới hiệp thân thanh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho giáo xứ và cha xứ tiên thời của giáo xứ chúng con. Chúng con cũng ghi khắc công ơn quý cha quản nhiệm qua các thời kỳ của giáo xứ. Các ngài đã vun trồng cây đức tin nơi giáo xứ chúng con để giáo xứ chúng con có được ngày hôm nay. Đặc biệt chúng con tri ân cha cố Anto Nguyễn Văn Hiểu, cha cố Giuse Phạm Văn Dương và nhất là đức ông Lorenzo. Giờ đây các ngài không còn nữa, xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài và sớm đưa các ngài về hưởng nhan thiên Chúa. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha quản nhiệm cách thiên cha quản nhiệm Giuse Tình Hương. Ngài đã luôn sát sao lo lắng chỉ đạo và bảo ban cùng đồng hành với giáo xứ chúng con trong suốt gần 2 năm qua, nhất là trong những ngày chuẩn bị đón cha xứ tiên khởi của chúng con. Qua sự cầu nguyện nguyên thủy của cha với tình yêu Thiên Chúa quan phòng, tuy linh khí nhỏ nhoi mà giờ đây giáo xứ chúng con đã có nhà để đón cha xứ tiên khởi của chúng con. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều, xin Thiên Chúa đổ muôn hồng ân nơi cha. Chúng con cũng xin cảm ơn cha nghĩa phụ của cha xứ tiên khởi của chúng con. Xin ngài hãy đón nhận tấm lòng đức ơn của chúng con và xin Thiên Chúa trả công cho cha. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp thành phố Hải Phòng, huyện An Dương, xã An Cầm, thôn Trang Quang, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã nhận lời mời về đây để cùng tham dự và chung chia niềm vui với giáo xứ chúng tôi. Quý vị đã từng nhiệt tình giúp đỡ cho giáo xứ chúng tôi, xin hy vọng trong tương lai chúng tôi tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nơi quý vị. Kính thưa quý đại diện các tôn giáo đã nhận lời về đây với chúng tôi trong tình liên tôn, chúng tôi cũng xin cảm ơn và hy vọng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau góp phần xây dựng một xã hội công bằng và giàu lòng yêu thương. Kính thưa quý cố, sự hiện diện của quý cố là niềm vui và sự khích lệ cho giáo xứ chúng con. Mọi sự cố gắng của quý cố trong quá khứ, hiện tại và tương lai chính là nguồn trợ lực cho các linh mục của chúng con. Xin Thiên Chúa gìn giữ và ban muôn hồng ân cho quý cố. Kính thưa quý hội đồng các giáo xứ, các ban hình giáo, quý ân nhân gần xa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã về đây trong ngày vui hôm nay với tình hiệp nhất trong một bầu khí tràn ngập tình Kitô, để chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho chúng tôi trong ngày trọng đại này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo xứ Tư Trung, nơi đã sinh ra và lớn lên của cha Francisco Xavier, mà hôm nay chúng tôi được đón nhận cha về làm cha xứ của giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi không quên cảm ơn giáo xứ Nam Pháp, trong 5 năm qua hai giáo xứ cùng một cha đặc sách đã biết bao những sự kiện và đồng hành nhiều công việc nhà Chúa. Hai cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã cùng nắm tay nhau trong tình liên đới để giáo xứ có ngày hôm nay.
Và trong sự kiện trọng đại này, chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp nhiệt tình thứ hai của quý vị. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng hai giáo xứ tiếp tục gắn bó trong tình liên đới sâu xa hơn. Hãy theo thầy chính là khẩu hiệu mà cha Francisco Xavier đã chọn làm phương châm sống cho mình. Theo tiếng gọi tình yêu nơi Đức Kitô, ngài đã lãnh nhận sứ vụ cao cả của mình và trở thành linh mục của Chúa. Và giờ đây từ nơi Thiên Chúa, qua bài sai của Đức Giám Mục, ngài về với giáo xứ trang quan đồng giới. Sau bao những mong mỏi cắt cao, sau những năm tháng cầu nguyện của toàn giáo xứ, Thiên Chúa đã ban tặng cha cho giáo xứ chúng con. Kính thưa cha Francisco Xavier, cha vui lòng đón nhận giáo xứ trang quan đồng giới nhỏ bé này như sản nghiệp mà Thiên Chúa qua Đức Giám Mục giao phó nơi cha, để từ nơi cha Thiên Chúa ban lòng ân xuống cho chúng con được cả nhà. Trọng kính Đức cha, quý khách và cộng đoàn, hôm nay thật quả là niềm vui lớn lao đối với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con chẳng biết nói gì hơn, một lần nữa thay mặt cho hội đồng giáo xứ, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã về hiệp ý về đây trong sự kiện trọng đại ngày hôm nay của giáo xứ chúng con. Trong khi đón tiếp có điều gì sơ xuất, chúng con kính xin Đức cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn lượng thứ. Sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức cha, quý khách về khu dân nhà xứ dùng bữa cơm thân mật cùng với giáo xứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Vâng, với vì mà những tâm tình của đoàn chúng con muốn nói lên, nhưng mà giờ đây chúng con xin được gói lại trong những bông hoa tươi thắm. Chúng con xin được kính dâng lên Đức cha xứ mới, cũng như cảm ơn cha bản nhiệm. Giờ đây con xin kính mời cha bản nhiệm cũng như và xin mời ban tinh trương và chủ nhà xứ lên để tặng hoa Đức cha xứ mới và cha bản nhiệm. Xin các em sẽ dành ba lá hoa tặng Đức cha xứ và cha cảm ơn cha bản nhiệm. Kính thưa quý cha,
trong và giáo phận. Khi làm một đức tu sĩ, quý vị đại diện các cấp chính quyền thành phố cũng như huyện An Dương, xã An Lộc, thôn Trạng Quan, kính thưa quý ông bà cố, quý vị khách mời và tất cả các bạn thân hữu. Cách đây mấy hôm có cha hỏi con là chuẩn bị đi nhân sứ thì có gì lòng đông lòng lo không? Con bảo có gì đâu, nhưng mà thực sự lúc này đây tâm trạng của con rất là đặc biệt, có gì đó vừa vui xen lẫn một chút bâng khuâng và bồn bồn. Chẳng kính đức cha, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, trước hết con cùng giáo xứ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con một ngày thật đẹp về mọi khía cạnh. Giáo xứ chúng ta hôm nay như là biểu lộ của một sự hiệp nhất và giáo hội thu nhỏ, là hình ảnh của giáo hội thu nhỏ, của tình hiệp thông liên đới giữa các người cùng chia sẻ một niềm tin với nhau. Và chúng ta cũng thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, đó là kết quả của rất nhiều lời cầu nguyện cũng như bao âm thầm nỗ lực cố gắng của nhiều người trong việc chuẩn bị. Kính thưa trọng kính đức cha, kính thưa quý cha, con vui trong cái niềm vui chung của giáo xứ. Sự kiện hôm nay có thể nói là khép lại một giai đoạn dài giáo xứ vắng, không có linh mục chính xứ, và mở ra một cái sự mới mẻ. Cái từ ghép hai chữ trao quan đồng giới có thể nói về điều đó, là một giáo xứ vừa có thâm niên chiều dài của lịch sử như ông đại diện của ban thánh sự đã nói, lại vừa có thì có rất mới mẻ, một giáo xứ mới thành lập cách đây 7 năm. Có những lúc giáo xứ đồng giới tưởng chỉ còn như hiện diện trong ký ức của các vị cao niên mà thôi. Sáng nay tôi có hỏi lại đức cha để xem là cái niên giáo đi năm 1936 thì giáo xứ đồng giới chúng ta lúc đó là có cha xứ và cha xứ và cha phó, có 11 cộng đoàn giáo họ không có ghi rõ từng tên, có 3 trường tiểu học và có nhà tu sửa đồng giới, có các linh mục hiện hữu tại đó. Và chúng ta biết là sau biến cố năm 54, giáo xứ đồng giới cho đến nay mới có 1450 nhân danh, tức là con số nhân danh chưa bằng số nhân danh trước năm 54. Và các cơ sở tôn giáo như chúng ta thấy có thể cũng thay đổi địa bàn hành chính, nhưng mà thu gọn lại trong khoảng 6 giáo xứ, kể cả 6 giáo họ, kể cả giáo họ nhà xứ đây. Và tuy nhiên những gián đoạn, những thăng trầm của giáo xứ không thể phủ lấp được những phát triển đáng khích lệ. Từ hơn 10 năm nay, cộng đoàn giáo xứ đã luôn luôn có các linh mục quản nhiệm về để mà đáp ứng nhu cầu mục vụ cũng như nhu cầu tinh thần của bà con trong giáo xứ. Giáo xứ chúng ta đã được đón tiếp cũng như được nhiều các cha quản nhiệm, tuy ngắn tuy dài khác nhau, các ngài đã để lại những cố gắng, những công lao vất vả của các ngài trong tổng đoàn chúng ta. Con cha nói với con là nói về cha quản nhiệm ở khu vực cha quan đồng giới thì tốt nhất cha đừng có nên liệt kê từng cha một, sẽ luôn luôn là thiếu, bởi vì con số ấy nhiều mà cha không thể nhớ, sẽ luôn là thiếu nếu cha kể từng tên các cha một. Cho nên con cũng nghe lời chỉ dẫn khôn ngoan, không thể
nào nêu hết được các tên, và con sợ là con kiểm soát, cho nên con và tổng đoàn giáo xứ chúng con luôn ghi nhận những đóng góp công lao của quý cha bảo hiểm, trong đó có đức cha cũng đã là cha bảo hiểm của giáo xứ chúng ta, và đặc biệt là con không thể không nhắc để cha Paulo Vĩnh Yết là người và đã cùng với đức cha tham thức cho giáo xứ trong các cơ sở vật chất, cha Daniel Nguyễn Văn Phong và cha Anton Nguyễn Văn Thúc, cha tổng đại diện Luce Nguyễn Văn Thông, quý cha thì là cha đặc biệt là cha Luce Nguyễn Đình Dương. Cha nói với tôi là con là quản nhiệm tận chót, chúng ta thấy sự phát triển của giáo xứ không chỉ là những cơ sở vật chất bên ngoài, nhưng mà còn tinh thần đời sống đạo đức thể hiện qua các bộ đoàn đạo đức của thiết lập. Nhưng mà chúng ta thấy ngay kể cả cái tiến trình của các trang quản hiện cũng nói lên cái sự phát triển đó. Một người đã, một thầy lưu ý tôi là giáo sư đồng giới đã có quản chế, bước sang từ quản chế bước sang quản hiện rồi, cho nên hôm nay cũng có những mục trinh sứ. Cái đấy cũng đã nói lên sự phát triển của giáo xứ. Con xin lợi dụng chuyện này để bày tỏ lòng tri ân của con đối với đức cha đã thương thiết lập tái tạo giáo xứ đồng giới và thiết lập giáo xứ trang quang, cho chúng con có được những sinh hoạt đời sống thiêng liêng tinh thần. Và chúng con cũng xin được nhân cơ hội đây để bày tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả các cha quản nhiệm cùng với giáo xứ của con, trong tư cách là người vừa thừa kế vừa là người tiếp tục phát triển những gì mà quý cha đã để lại rất đa dạng và rất phong phú. Con hy vọng sẽ là người có thể quản lý tốt và phát triển những gì các cha đã nỗ lực và vất vả cho giáo xứ chúng con. Chúng con luôn xin kinh nhận. Ngoài niềm vui chung với giáo xứ, con cũng có một niềm vui riêng nho nhỏ là sự hiện diện rất tâm đạo của quý cha. Có những người đã phải đi từ 9 giờ đêm hôm qua sáng nay đến, như các cha ba cha ở miền phía đông có cá trà cổ là những xứ xa xôi nhất của giáo phận. Về đây có những cha ở trên Hà Nội cũng về tranh thủ chiều qua rồi chiều nay lại đi tiếp, và các cha tất cả ai cũng bận rộn trong ngày giã qua cuối tháng qua và những công việc phục vụ cuối tuần. Chúng con xin cảm ơn sự hiện diện của các cha cũng như đông đảo sự hiện diện của quý ông bà bố và con được nhận biết ở đây có các cô bạn, đã là một khích lệ, là một sự thương mến đối với con và khích lệ cho con trong bước đầu công nghiệp phục vụ của con. Ngoài những niềm vui nho nhỏ đấy, con cũng có một chút bâng khuâng bởi vì đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm nhận sứ đã quen với những cái việc như một đứa trẻ được bao bọc trong tình thương yêu của cha, của giáo phận, của đức cha, của giáo phận, của quý cha. Hôm nay thì cái bâng khuâng giống như một người xa gia đình bắt đầu bước vào đời trong tự thân tự lập, thành ra có một chút bâng khuâng về cái tuổi học trò của mình và một chút lo lắng cái bâng khuâng nó trở thành như một sự hồ đồ bởi vì là giáo xứ chúng ta như đức cha cho bài giảng đã cho con tất cả những lời nhắn nhủ, những lời căn dặn, sự yêu mến và sự tin tưởng, cũng như nhắc nhở con về cái đặc thù phong phú đa dạng và cũng phức tạp của một giáo xứ miền bán thị. Chúng con có 6 họ tất cả và có những giáo họ chúng ta thấy là mỗi giáo họ nhỏ nhỏ hóa có thể dễ dàng đo cái diện tích đất đai bằng một vài bước chân. Giáo họ là cũng thế, và cũng những giáo họ chưa có nhà thờ cụ thể như giáo họ Trạng Bàng mà các cha họ hiện đã luôn luôn cố gắng tìm cách này cách khác, nhưng cũng còn nhiều khó khăn về phía khách quan và phía chủ quan.
đội ngũ giáo lý viên cũng không có, và tuy các bộ phận đã rất sinh hoạt nhưng mà cũng còn nhiều điều phải làm. Rồi là một cái số dân công giáo được là 450 nhân danh, nhưng mà địa bàn hành chính thì lan rộng ra toàn huyện và Tam Dương, trừ có xã Tạ Bản chúng con có hơn 44.000 nhân khẩu trong toàn huyện Tam Dương. Và như đức cha đã trao phó cho con, không phải chỉ chăm sóc gìn giữ kho tàng gia sản mà giáo phận trao phó là giáo xứ với những anh chị em tín hữu mà thôi, nhưng mà còn cả hơn 44.000 nhân khẩu còn chưa được biết Chúa. Đó là một băn khoăn trăn trở, cũng là một trách nhiệm con cảm thấy bồi hồi khi nhận lãnh. Con xin đức cha trân trọng đại diện quý cha tòa hạ, quý cha quý ông bà anh chị em đã thương mến con, thì xin cho niềm vui của ngày hôm nay, tình quý mến đó không chỉ dừng lại trong một ngày hôm nay, nó vẫn tiếp tục. Và xin cho con những lời cầu nguyện để con có thể đáp lại được cái mong chờ như một người phụ tử của tình Chúa mong muốn. Đó là một mong chờ đức cha đã tin tưởng cho có và quý cha thương mến động viên khích lệ cho con. Con xin một lần nữa được tri ân cảm tạ đức cha cho lời đại diện quý cha quý ông bà cố quý vị khách mời quý ban tổ chức chương ban nhạc giáo sứ đỏ, và đặc biệt là cảm ơn sự lo lắng vất vả của cha phạm điện chu xe nguyễn đình dương đã luôn luôn thu xếp cho con từ chỗ ăn chỗ ở tất cả mọi cái chi tiết nhỏ nhất, và biết bao nhiêu công khó của anh chị em tâm thần. Giáo sứ hôm nay ấy, có nhiều người đã phải ở nhà nhường chỗ cho khách bởi vì cái không gian của giáo sứ không có, con cũng không có dám mời thiệp từ đi tất cả những chỗ mà con mong muốn và con mong muốn. Nhưng mà con xin được đưa những vị cha, đức cha, những vị cha và tất cả những bà anh chị em giáo sứ trang hoa lập giới sẽ luôn luôn là một giáo sứ mở để đón tiếp những bà anh chị em bất cứ lúc nào, khi chẳng có gì trở lại hơn không hạn cả hôm nay, bất cứ lúc nào. Tôi xin được đón tiếp. Ơn cha, chúng tôi nghĩ là cha rất có nhiều lời điền để thành công mục vụ tại giáo xứ này. Trước hết là cha đã được cùng phong linh mục 12 năm rồi. Thứ hai là cha đã có kinh nghiệm trong cái thời gian là văn phòng và thư ký và cán bộ. Thứ ba là cha đã được đi du học nước ngoài 9 năm, cho nên trong 9 năm thu được biết bao nhiêu cái kiến thức. Người ta nói là đi một ngày nào đã học được một sàn thôi. 9 năm thì tập là biết bao nhiêu cái sản hôn. Chúng tôi tin chắc cha sẽ thành công. Chúc cha mạnh khỏe, bình an, thánh thiện. Và chúc giáo sư mỗi ngày thăng tiến. Tôi xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc cùng danh Chúa.
Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời.